Jang Woo-yeon, EVE và Karina AF3 đỏ với rùa chung khung hình, ai hơn ai. Đều là những mỹ nhân sở hữu nhan sắc đỉnh của chóp và được xem là thánh body thế hệ mới. Jang Woo-yeon và Karina đã có màn đỏ sắc chung khung hình gây bão mạng xã hội. Trong dàn idol nữ thế hệ mới hiện nay, Karina AF3 và Jang Woo-yeon EVE là hai cái tên hot nhất thời điểm hiện tại. Sức hút của Karina và Woo-yeon chứng minh qua loạt chủ đề về hai nàng phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người khẳng định Karina và Woo-yeon sẽ thống trị idol nữ Gen 4, là những visual đình đám có sức ảnh hưởng hàng đầu trong những năm tới. Nhiều fan mong chờ Karina và Woo-yeon kết hợp trong những stay đặc biệt dịp cuối năm. Mặc dù Karina và Woo-yeon chưa bao giờ đứng chung trên một sân khấu collab, nhưng người hâm mộ cũng từng chứng kiến màn ballet nhan sắc của hai cô nàng. Gần đây, khoảnh khắc Woo-yeon và Karina đứng chung khung hình được chia sẻ lại trên Panet. Đây là hình ảnh khi AF3 quảng cáo survey tại Music Bank ngày 22 tháng 10, còn Woo-yeon xuất hiện với tư cách MC dẫn chương trình. Knet có những bình luận trái ngược về màn đỏ visual của Woo-yeon và Karina. Hai nữ idol có hai phong cách khác nhau, một người hướng đến concept nhân vật game, một người lại trung thành với hình ảnh nữ tính. Một số cư dân mạng cho rằng Woo-yeon là người thắng thế khi đẹp lấn át cả về body lẫn gương mặt. Phong thái ngọt ngào tiểu thư của Woo-yeon cũng rất được lòng fan hàng. Tuy nhiên, một quan điểm khác lại chê Woo-yeon quá gầy, đôi chân tông teo thiếu sức sống. Do đó, nhìn tổng thể, Karina vẫn nổi bật hơn. Kể từ khi ra mắt tới bây giờ, Karina AF3 có lẽ là thần tượng Gen 4 nhận được nhiều quan tâm nhất liên quan đến visual. Những lần xuất hiện trong các chủ đề bàn tán có nhân vật chính là cô nàng tân binh nhà SM 09-10 cũng chỉ xoay quanh hai chữ nhan sắc này. Ngay trước cả khi chính thức debut, Karina đã nhận được sự chú ý của cộng đồng fan K-pop. Cô nàng từng xuất hiện trong ca khúc One của Jaemin, đồng thời còn dính đến nhiều tin đồn tiêu cực liên quan đến nói xấu tiền bối. Mặc dù sau đó đã được SM đính chính kịp thời, nhưng cái danh Trinity Phi đã được gắn với Karina. Vì thế, ngay khi những tấm hình chính thức đầu tiên của cô nàng được đăng tải đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự bàn tán của công chúng. Đa số các ý kiến ngày ấy đều cho rằng Karina sở hữu gương mặt tầm thường, không có gì nổi bật. Cư dân mạng đều cho rằng cô nàng không sở hữu các phong thái của vườn hoa nhà SM vốn có, thậm chí còn bị xem là mờ nhạt hơn cả những người mẫu chụp hình chung trong tấm poster của chính mình, dù cô đảm nhiệm vai trò visual của nhóm. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô nàng đã lại chứng minh được ngay lý do tại sao SM lại lựa chọn mình để làm leader cho girl group theo concept AI này. Với MV Next Level, nhan sắc của Karina dường như đã đạt lên một tầm cao mới. Càng ngày, người ta càng nhận ra được những nét nổi bật trên gương mặt của Karina. Hàng loạt bài báo sau đó đều mệnh danh cô nàng là thế hệ nữ thần tiếp theo của vườn hoa SM. Những lời có cánh luôn được sử dụng bên cạnh cái tên Karina như idol với vẻ đẹp vô thực, đẹp hơn cả AI. Nữ thần tượng đã liên tục là nhân vật chính của các hot topic vì những hình ảnh mặt mộc ở bể bơi không góc chết hay những tấm hình cuộc sống đời thường đầy khí chất của một ngôi sao. Không chỉ gương mặt, Karina còn gây ấn tượng bởi thân hình chuẩn chỉnh, những đường nét cơ thể cân đối, khỏe khoắn mà không kém phần quyến rũ, cùng thần thái trình diễn mạnh mẽ, tràn ngập năng lượng của Karina đã khiến cộng đồng fan K-pop liên tưởng đến cô nàng main dancer nhà Blackpink. Trong khoảng thời gian này, nữ tân binh nhà SM liên tục được gọi là đối thủ body của Lisa. Karina thậm chí còn được người hâm mộ cho kết nạp vào hội nữ idol thủy thủ mặt trăng bao gồm Lisa, Jang Woo-yeon, EVE và Juna Izzy vì sở hữu khuôn mặt tựa búp bê lại vừa có tỷ lệ thân hình chuẩn đến kinh ngạc. Nhưng tiếng lành chưa kịp đồn xa thì vị trí nữ thần nhan sắc này đã một lần nữa bị lung lay bởi những hình ảnh quá khứ được tìm thấy của Karina. Nữ idol liên tục bị cư dân mạng đặt ra vấn đề liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Những hình ảnh được lan truyền cho thấy những nét đặc trưng từ đôi mắt to tròn long lanh hay sống mũi cao thẳng đều không rõ ràng như hiện tại. Karina của ngày ấy quả thật cũng chỉ bình thường chứ không hề phi thường như cộng đồng mạng đang tung hô. Bên cạnh những nghi vấn và chỉ trích, vẫn nhiều ý kiến bảo vệ nữ idol. Người hâm mộ cảm thấy những bức hình cũ chỉ lựa chọn gấp chụp dìm hàng và phải chăng cô nàng đã dậy thì thật thành công sau đó. Thậm chí nhiều người còn cho rằng dù Karina có thật sự phẫu thuật thẩm mỹ đi nữa thì cũng chả làm sao. Ngày nay nếu không quá lạm dụng mà chỉ sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ như một sự hỗ trợ để làm nổi bật thêm các đường nét vốn có trên gương mặt là một điều khá phổ biến. Hơn cả những tranh cãi liên quan đến vẻ bề ngoài này, những gì Karina đang thể hiện trước công chúng mới là điều cần được quan tâm. Nữ thần tượng đang ngày một hoàn thiện bản thân và làm việc chăm chỉ để thể hiện tài năng và khí cảnh đặc biệt mới mẻ của mình.